Quý Phật tử có khỏe không? Có vui không? Mấy hôm nay trời mưa bão, vậy mà quý vị vẫn nhiệt tâm đến dự khóa tu. Thầy thấy sân bên ngoài ướt, nhưng mà những chiếc bồ đoàn vẫn trải dài ra bên ngoài và quý Phật tử cùng dự với một cái tâm tha thiết. Ở trong đây các hành giả ôn tụng năm giới rồi hát những khúc thiền ca, thầy vẫn để tâm và thầy vẫn lắng nghe, thầy vẫn tu tập cùng với quý vị và vẫn nhìn thấy những cái bóng dáng của các hành giả ngồi hành trì rất là miên mật. Thầy tán dương công đức quý vị. Đó là một cái lễ mà chúng ta cúng cho mùa Vu Lan sắp tới. Sự tu hành của mình đó là lễ cao quý nhất. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày mùng 9 tháng 7 năm Mậu Tuất. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Khánh An để tham dự khóa tu sống tỉnh thức lần thứ 29. Tối hôm qua tại tu viện có thực hiện chương trình đêm nhạc Chiếc Lá Thu Phai do phòng tranh Tri Âm tổ chức. Khoảng 15-16 tiết mục, hầu hết là những khúc hát của Trịnh Công Sơn, mà một bản nhạc được ban tổ chức lấy đó làm chủ đề, lấy đó làm tiêu biểu là Chiếc Lá Thu Phai. Ai trong chúng ta nói về chiếc lá thu, đó là chiếc lá vàng, chiếc lá úa, chiếc lá đã chuẩn bị rụng rơi. Ở đây còn nhấn mạnh thêm là chẳng những vàng, chẳng những úa mà còn phai nữa. Chiếc lá thu phai. Chiêm nghiệm về chiếc lá thu phai hay là những khúc hát của Trịnh, ta thấy nó mang một cái triết lý về cuộc đời, không chỉ là kiếp sống mà còn là lễ chết. Không chỉ là cái sinh mà còn là cái diệt, không chỉ là cái hiện mà còn là cái ẩn. Hai mặt của một vấn đề ở trong cuộc đời luôn luôn bàn bạc trong Trịnh Công Sơn. Hễ mà có đi hay lại có về, ở trên cao thì có ở dưới đất, có bao la thì cũng có rộng rãi. Trong khi ta về thì lại nhớ ta đi, đã về thì lại nhớ cái đi. Đi lên non cao là đi về biển rộng. Hai mặt của một thực tại mà chúng ta phải chiêm nghiệm để rồi chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chiếc lá thu phai nói gì quý vị? Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, 10 năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người,
Đời tôi ngốc dại, một mình khô héo tôi đây. Muốn hiểu chiếc lá thu phai thì chúng ta phải dạo qua một vòng, một cõi đi về, thì từ từ ta mới hiểu được cái chiếc lá thu phai. Một cõi đi về nói gì? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Bao nhiêu tháng năm rồi ta vẫn cứ mãi mãi ra đi. Ta đi đâu? Ta đi loanh quanh. Ta không có định hướng, ta không có một cái lối thoát. Loanh quanh ở đây là quý vị hình dung giống như con kiến mà nó bò quanh cái miệng chén, giống như cái viên bi mà nó lăn trong một cái thau mà hồi nhỏ ta hay chơi, ta lại cứ loanh quanh. Hay nói một cách cụ thể hơn nữa là quý vị có biết cái trò chơi lô tô phải không? Lô tô có một anh chàng, anh cầm, anh xoay này nè. Anh xoay rồi có những cái bóng nhựa đó, nó cứ nó loanh quanh trong đó. Họa hoàng lắm thì mới có được một cái viên, cái bóng nó rớt ra ngoài. Đi đâu loanh hoanh cho đời mỏi mệt. Chữ đời ở đây á, nếu ta hiểu rộng ra, đó là lục đạo chúng sinh. Sáu cảnh giới đó là gì quý vị? Cảnh giới đầu tiên là gì? Trời, rồi gì? Người, rồi gì? Atula, rồi súc sinh, rồi ngạ quỷ và địa ngục. Chúng ta lanh quanh hết cõi này đi qua cảnh giới kia. Đó là nói rộng về kiếp sống của chúng sinh. Chúng ta ở trong kiếp người rõ ràng là cuộc đời rồi, mà xuống địa ngục suốt súc sinh là cuộc đời còn nặng nữa. Mà nếu có lên trên cõi trời cũng là cuộc đời luôn. Cho nên rồi cũng cứ loanh quanh. Cõi trời là một cõi được hưởng phước, chứ chưa hẳn đã được giải thoát. Và khi phước báu không còn thì vẫn có thể tái sinh. Chúng ta mãi loanh quanh trong sáu nẻo. Nhưng mà bằng tuệ giác của Đức Thế Tôn mới thấy được cuộc đời sáu nẻo đó. Còn bản thân chúng ta cũng loanh quanh cho đời mỏi mệt. Nhưng cõi đời của chúng ta loanh quanh ở đâu? Loanh quanh trong cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy. Quý vị cứ hình dung đi. Mở mắt ra mình làm gì? Ăn sáng. Thực. Ăn sáng rồi đi đâu? Đi làm. Kiếm cái gì? Tiền là tài đó. Mà khi mà đã kiếm tiền rồi thì cần cái gì? Cần chức vụ, cần vai trò. Chức vụ tôi càng cao thì lương tôi càng lớn, địa vị tôi càng cao thì bổng lộc tôi càng nhiều. Bắt đầu nó có cái tài, rồi có cái danh. Rồi khi mà lớn rồi, mà trưởng thành rồi đó, con mắt mà nháy nháy liếc ai đó, kiếm một cái chỗ để dựa. Cái gì? Cái sắc, cái tình ái của thế gian. Để rồi mở mắt ra, ăn, uống, đi làm, phục vụ cho cái danh, cái sắc, cái tài. Mệt nhoài, tối về làm gì? Ngủ. Tài sắc danh thực thùy. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mà con người nó có một cái cơ chế đó, là luôn luôn đi tìm cái mới. Luôn luôn đi tìm cái mới.
mà cái gì là mới, cái gì là cũ. Bắt gặp lần đầu là mới, gặp một hai lần nữa là quen. Vậy nhưng mà đem về là cũ mềm á. Đem về là cũ mềm, lại đi tìm cái mới nữa, lạ kỳ. Cho nên là cứ loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Trên hai vai của chúng ta, nhật là cái gì? Mặt trời. Nguyệt là cái gì? Mặt trăng. Mặt trời là ở ban gì? Ban ngày. Trăng ở ban ban đêm. Cứ hết sáng rồi lại tối, hết ngày rồi lại đêm. Trên hai vai ta đối vầng nhật nguyệt, loanh quanh cho đến một trọn một kiếp trăm năm, một cõi đi về. Cõi đi về là cõi gì? Cõi đi về đó chính là sống gửi thác về, đó chính là sanh ký tử quy. Rồi gì nữa? Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Về nhưng mà cũng nhớ những bước chân mình đi. Đi đâu? Đi lên non cao, đi về biển rộng. Chúng ta đi tìm kiếm những cái thật cao cả, những cái thật rộng rãi bao la. Nhưng mà tiếc một điều là toàn là những cái hướng ngoại. Vì vậy cho nên càng đi càng xa, càng tìm càng khó nắm bắt. Đi lên non cao, đi về biển rộng. Gì nữa quý vị? Chị Tuệ Hoa. Câu tiếp theo. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, chưa từng bao dung, chưa từng biết độ lượng bất cứ một ai. Đôi tay nhân gian đó là đôi tay nào? Đó là đôi tay của dòng thời gian, đôi tay của vô thường. Không có bao dung, không có độ lượng ai hết. Thôi xin cho tôi trễ vài năm đi, không được là không được. Cho tôi qua cái bệnh này đi, không được là không được. Thôi ráng cho tôi sống thêm vài ngày đi, không được là không được. Đến già là phải già, mà đến bệnh là phải bệnh, mà đến chết là phải chết. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, đôi tay của vô thường, đôi tay của dòng đời. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì. Đấy, ngọn gió hoang vu chính là dòng đời thổi suốt cả năm tháng mùa xuân đi qua. Những năm tháng nào đó, đôi mắt còn rất long lanh, mái tóc còn rất đẹp, bờ môi còn rất xinh, đôi má còn rất ửng hồng. Vậy mà đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì. Chúng ta loanh quanh, chúng ta đi mãi, chúng ta đi tìm kiếm một cái gì đó, cần một cái sự hạnh phúc, cần một sự bình an ở nơi ta. Vì vậy mà chúng ta mệt nhoài. Chúng ta phải lượn qua một vòng cái cõi đi về của Trịnh Công Sơn, rồi bắt đầu ta mới quán chiếu cái chiếc lá thu phai để ta hiểu Trịnh muốn nói gì. Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Hãy về đây, hãy về đây. Đứng cũng được, ngồi cũng được, nhưng mà đừng có tìm kiếm nữa, đừng có loanh quanh cho đời mỏi mệt nữa. Hãy quay về, hãy đứng lại, hãy ngồi xuống. Cái gì ngồi xuống? Tâm thức chúng sinh ngồi xuống. Về mặt thân, ta có thể đi đây, ta có thể đi kia, nhưng mà tâm ta phải dừng lại, tâm ta phải ngồi xuống.
Bản tâm thực sự của chúng ta nó rong ruổi ở nơi này, ở chốn kia. Chính vì vậy mà ta rất khổ. Thậm chí sự rong ruổi đó, có khi ta đi trên con đường bất thiện, có khi ta đi trên một con đường không có tuệ giác, mà ta không biết, ta không hay. Câu chuyện Angulimala gặp Đức Thế Tôn chắc quý vị đã nghe rồi. Angulimala là một người tà kiến ngoại đạo, nghe ai đó đồn là phải giết 1.000 người, và giết một người thì phải lấy 1 cái ngón tay rồi sâu thành cái sâu chuỗi, đủ 1.000 cái lóng tay sâu thành sâu chuỗi là sẽ được làm giáo chủ, sẽ được đắc quả, sẽ được chứng đạo. Angulimala giết người đến nỗi mà sớm làng sợ sệt, luật pháp cũng không can thiệp được. Chiều đến là người ta phải đóng cửa, người ta không dám ra ngoài đường. Ông ta đi khắp, đến một lúc mà ra ngoài đường chỉ còn bóng dáng của một người tu, Đức Thích Ca Mâu Ni, đi trên con đường. Angulimala cười khanh khách: đây rồi, món mồi của ta đây rồi, người cuối cùng ta sẽ phải nằm xuống dưới thanh gươm này để ta lắc cho được 1 cái ngón tay để được đắc quả. Thế là thấy Đức Thế Tôn đi một cách nhàn nhã, một cách thư thái, Angulimala rượt theo. Mà lạ kỳ, bậc đạo sư đi một cách nhàn nhã, trong khi ông này thì rượt chạy hùng hục mà vẫn rượt không kịp. Angulimala thét lên: ông thầy chùa, đứng lại. Đức Thế Tôn: ta đứng lại rồi. Ông thầy chùa, ông đứng lại. Thế là sau một hồi chạy hụt hơi thì Angulimala qua mặt Đức Thế Tôn, rồi cầm cái thanh gươm chỉ vô trong mặt: ông này, tôi bảo ông đứng lại, tại sao ông không đứng? Ông còn nói dối nữa. Ông đi như thế, ông bắt tôi phải rượt mệt muốn chết luôn, mà ông bảo ông đứng lại rồi. Nhưng mà nhìn vào thần sắc của Đức Thế Tôn, Angulimala bắt đầu run rẩy, bắt đầu lập cập. Tại sao? Xưa nay bất cứ một cái người nào mà đứng trước thanh gươm của Angulimala là xỉu, là ngất, là van xin, là lạy lục, là bất tỉnh. Trong khi Đức Thế Tôn vẫn thản nhiên, vẫn mỉm cười và tặng cho Angulimala một ánh mắt tình thương và nụ cười hoan hỷ. Thanh gươm chỉ nhưng mà rất là rung. Ông hãy trả lời cho tôi, tại sao ông không chịu đứng lại? Tại sao ông lại nói dối? Ông nói là ông đứng lại rồi. Đức Phật mỉm cười: Angulimala, ông còn tìm kiếm bao nhiêu sinh mạng nữa? Trên con đường ác, ông đã nhọc nhằn với bao nhiêu cái vết chân ác độc. Bản thân ta, trên con đường thánh thiện, ta đã trú ngụ, và trên con đường ác, ta đã dừng lại, và đã dừng lại từ lâu lắm rồi. Có nghĩa là ông đeo đuổi trên con đường ác của ông, còn đối với con đường ác với ta hầu như không có, và ta đã dừng lại từ lâu. Ta thấy một thanh gươm trí tuệ của Đức Thế Tôn đã ngăn chặn một thanh gươm ác độc. Dừng lại chính là ở chỗ đó. Angulimala buông kiếm, sụp lạy, đảnh lễ và xin làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Đó là một hình ảnh của một cái ác đang đeo đuổi, đang giết chóc một cái thiện. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng là trên con đường tìm kiếm những ác pháp, ta đã dừng lại từ lâu.
Tất nhiên, bản thân chúng ta là những người thiện lành, những người có hạt giống Phật. Ta không thể so sánh với những người kia. Nhưng mà tâm chúng sinh vẫn còn đó, những tham lam tật đố cũng còn đó. Đôi khi ta không giết người, nhưng mà ta khởi tâm giết người. Cái hạng người đó sao mà không chết đi cho rồi? Có phải vậy không? Đó là ta đã khởi tâm giết người. Nhìn một bông hoa rất đẹp, dòm qua dòm lại, giá mà ở giữa rừng là ta ngắt nó rồi, nhưng mà ở đây đông quá, đó là khởi tâm trộm cắp rồi đó. Nhìn một ai đó gọi là nhìn ngất ngưỡng luôn, tôi có vợ rồi chứ nếu như chưa là .. là rơi vào tội lỗi rồi đó. Có thể ta chưa hành động, có thể lời ta chưa nói, nhưng hạt giống bất thiện đã khởi lên ở trong ta. Bởi vậy cho nên về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, hãy về đây. Đứng cũng được, ngồi cũng được, nhưng hãy dừng cái tâm lăng xăng và dừng cái tâm tìm kiếm lại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Một chút nắng thôi, nhưng mà chính một chút nắng đó rồi nó sẽ say nắng. Quý vị có biết say nắng không? Mấy cô trung niên thì chắc qua rồi, mấy anh trung niên cũng qua rồi, còn mấy cô nàng 18 đôi mươi là dễ say nắng lắm á. Những cái say nắng bắt đầu từ những chút nắng bên ngoài, không chịu quay về với chính mình, để lòng đi tìm một chút nắng ở bên ngoài. Một chút, dần dần nó sẽ nhiều chút. Rượu một hớp không say, nhưng mà nhiều hớp nó sẽ say. Bắt đầu từ những cái say lớn, từ những cái nhỏ. Và những cái say nắng bắt đầu một chút nắng bên ngoài. Mùa xuân đến vội, 10 năm tắm gội, giật mình, ôi chiếc lá thu phai. Mùa xuân sao mà đến vội thế, sao mà đi vội thế? Mới nghe một cái câu, tự nhiên thấy nó trơ trơ ở trong đó. Tại sao câu nhất thì mùa xuân đến vội, lại câu hai lại là 10 năm tắm gội? Bởi vì mỗi ngày như vậy, không biết bao nhiêu cái xuân hạ thu đông nó đến với mình. Nó đến trong từng khoảnh khắc, nó đến trong từng sát na, nó đến trong từng cái dòng thời gian đi qua đi qua. Khi mà mùa hạ quá nóng nảy thì chúng ta làm sao quý vị? Đổ mồ hôi. Đang mỉm cười đó, đang vui vẻ đó, ai chọc giận một cái bừng bừng là đổ mồ hôi hột. Đang xuân đó nhưng mà hạ đó rồi. Đang xuân đó, hạ đó rồi. Bất chợt nhận một cái tin gì đó, hoảng hốt, ủ sầu, thu đó rồi đó. Bất chợt nhận một cái tin gì đó, tê tái người, cống đi cả người, đông rồi đó. Trong khoảnh khắc thôi, xuân hạ thu đông đến với chúng ta. Và rồi có ai muốn hạ đâu, có ai muốn thu, có ai muốn đông đâu. Ai cũng muốn mình xuân hết á. Ai cũng muốn mình xuân hết á. Vì muốn xuân cho nên là phải tươi tắn. Mà ta không tươi tắn thì ta phải chọn một cái gì đó để ta có cái quyền trợ giúp, để nó làm cho chúng ta tươi tắn. Tự thân của chúng ta nó không như ý,
Mà cho nên ta phải làm một cái gì đó. Cái quyền trợ giúp đó là cái gì? Đó là sân siêu, đó là champion, đó là channel file, đó là X-Men, đó là chon chon, đó là cái gì? Cái gì nữa? Nhiều lắm. Chúng ta phải nhờ cái quyền trợ giúp. Còn không có mấy cái quyền trợ giúp đó là ôi thôi rồi, mùa hè gay gắt. Cho nên là chúng ta cứ vội vội tắm tắm, rửa rửa, giặt giặt, vũ vũ, làm đẹp cho đời, để rồi một thoáng nhìn lại. Thế nào? Giật mình, ôi chiếc lá thu phai. Một ngày nào đó ta soi gương tự như thấy mình, xuân đã không còn nữa. Vì vậy cho nên quý vị thấy, giật mình, nhìn lại mình như một chiếc lá không hơn không kém. Chiếc lá thu, chiếc lá đang dần dần úa tàn, chiếc lá đang dần dần phai, và không biết khi nào chiếc lá rụng. Nhìn chiếc lá để chiêm nghiệm lại mình, nó phai ở chỗ nào? Nó phai ở chỗ nào? Một mấy đầu xanh đen để rồi chợt một chiều tóc trắng như vôi, bạc như vôi, nó phai đến thế. Bờ môi cũng phai, nên phải kiếm cái quyền trợ giúp gì đó cho nó đỏ đỏ lên. Đôi má cũng phai, cho nên phải kiếm một cái gì đó để cho nó hồng hồng. Rồi những cái ánh mắt bắt đầu có những cái vết chân chim, cho nên phải kiếm một cái gì đó để lấp, để che đi. Rồi mái tóc nó cũng trở nên bù xù, nên phải nhờ một cái quyền trợ giúp gì đó để cho nó dễ coi một chút. Ai cấm ta làm đẹp? Ai cấm ta làm xinh? Phải làm. Nhưng mà sống trong thực tại vô thường, để thấy được sự màu nhiệm của vô thường. Chứ đừng nhìn thấy dòng đời trôi đi và nó nhuộm bao nhiêu những cái màu bàng bạc đó mà ta lại buồn. Đó là ta chưa ngộ, chưa hiểu được vô thường. Rồi gì nữa quý vị? Người đâu mất người, đời tôi ngốc dài, tự làm khô héo tôi đây. Chúng ta đi tìm kiếm một trái tim nào đó để ta ở trọ. Ta đi tìm kiếm một chốn nào đó để ta gửi cả xác lẫn hồn mình vào trong đó. Mà ở trọ thì có bền không quý vị? Không bền. Mà chúng ta ở trọ ở đâu? Hả? Tim em người trọ là tôi. Tìm một trái tim nào đó để ở trọ. Mà ở trọ là phải trả tiền á. Không trả tiền là tôi mời ra. Đồng tiền ở đây không phải là cân đo đong đếm 1, 2, 3, 4. Mà ở đây được hiểu là phải đáp ứng cái gì tôi muốn, cái gì tôi cần. Không đáp ứng được nữa là tôi mời ra. Vì vậy cho nên, người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Có những sự ngốc dại, có những cái sự khô héo, thiếu khôn ngoan. Có một bài hát gì đó tôi quên rồi, mà nghe buồn cười lắm. Hãy yêu tôi đi, hãy thương tôi đi, gian dối cũng được nữa, cứ gian dối cho thật nhiều đi. Các anh chị có nhớ bài gì không? Mình biết nó là gian dối, nhưng mà mình không đủ bản lĩnh để mình rời xa.
Cứ yêu tôi đi, cho dù gian dối cũng được nữa. Tôi sống trong sự giả dối, tôi chấp nhận mà. Tôi chấp nhận mà. Đến một lúc, cái gì còn mãi với ta đâu. Để rồi nhìn lại, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Tự thân chúng ta vốn là xinh tươi, vốn là sung mãn, vốn là đẹp đẽ. Mình tự làm khô héo mình. Nhưng mà không bao giờ mình nhìn nhận điều đó đó. Có lẽ con người mang họ đổ rất nhiều. Họ đổ, biết đổ gì không? Đổ thừa. Tại vì ông tôi mới ra nông nỗi này. Tại vì bà đó tôi mới ra cơ sự này. Đổ thừa. Họ đổ nhiều lắm. Cho nên Đức Phật dạy, hãy quay về với chính mình. Nơi nương tựa vững chãi nhất là ta. Nơi trú ngụ bình an nhất là ta. Mà Trịnh Công Sơn đã nhìn thấy điều đó, đã ngộ được điều đó. Cho nên về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại. Hãy quay về, hãy đứng, hãy ngồi, hãy dừng lại. Đừng đi nữa, đừng tìm kiếm nữa, đừng bon chen nữa, đừng miệt mài nữa. Hãy dừng tâm lại. Hãy dừng tâm lại. Con đường xa nhất, không có một con đường nào xa hơn, đó là con đường đi tìm kiếm nội tâm. Và con đường gần nhất, không có một con đường nào gần hơn, là con đường quay về với nội tâm. Và nếu ta trực ngộ được bản tâm của mình, ngay nơi đó ta có đích đến. Còn nếu không, ta đi lên non cao, ta đi về biển rộng. Thế là ta tiếp tục, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, chưa bao giờ thấy được đích thực của sự hạnh phúc. Hãy đi đi, hãy tìm đi, hãy kiếm đi càng xa, càng tìm kiếm càng mệt. Hãy quay về với mỗi chúng ta, ở nơi đó ta có một cái nguồn hạnh phúc vô biên. Và chúng ta biết, dù sống với ai, dù ở với ai, nhưng để rồi cuối cùng chính chúng ta là nơi nương tựa vững chãi nhất cho chúng ta. Trịnh nói gì quý vị? Một mình tôi đi, một mình tôi về với tôi. Khi mà ta đi thì ta đi với ai? Ta đi với người này, ta đi với người kia. Nhưng khi về, chỉ có một mình ta, chỉ có ta đi với ta. Cái khoảnh khắc về đó, cho dù là người thân thiện nhất cỡ nào, thề non hẹn biển cỡ nào, không đủ bản lĩnh đi theo đâu. Không dám đâu. Không dám đâu. Còn vui, còn khỏe, còn trò chuyện thì tay bắt mặt mừng, nắm tay nắm chân, chia tay là khóc ỉ ôi. Nhưng mà nằm ở trên giường bắt đầu là thở oxy hì hục, rồi bắt đầu ngán dần á, anh chuẩn bị đi đây, có đi không, có đi theo không? Thôi phần ông đi đi, chứ tôi không có đi đâu. Đúng không? Cho nên á, đi thì đi với rất nhiều người, nhưng mà khi mà một mình tôi về với tôi chỉ về với tôi thôi. Thân cỡ nào thân?
Thưa hội chúng, đi vào trong cõi trịnh, ta không chỉ thấy chiếc lá phản ánh về kiếp người, mà ta còn thấy những viên sỏi nữa. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Chẳng những sỏi mà còn đá, mà còn đá cuội nữa. Đá cuội nữa. Gì? Để tình yêu xây thành hình đá cuội. Có chiếc lá, có những viên sỏi, có những hòn đá. Và có gì nữa quý vị? Cái gì mà nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất? Hạt bụi nữa. Phải không? Ta tìm thấy trong cái bóng dáng của trình có lá, có sỏi, có đá và có những hạt bụi nữa. Chính những sỏi đá và bụi bặm kia hình thành nên sự sống. Và trong những chiếc lá kia có bàn bạc bóng dáng của ta, có những viên sỏi, có những hạt bụi, có bóng dáng của ta. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Hạt bụi nào quý vị? Ta không biết. Ta không biết. Ta có mặt ở nơi này là nhờ hạt bụi nào? Ta không biết. Điều đó có nghĩa là trước đây ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta ở cảnh giới nào? Ta không biết. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Một hạt bụi nào ta cũng không biết. Nhưng để một mai vươn hình hài lớn dậy, từ một hạt bụi đó mà hình thành nên một sinh linh, hình thành nên một sự sống. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Các bụi quá sức tuyệt vời, phải không? Từ một hạt bụi rất nhỏ mà hình thành nên một sự sống. Tất cả những cái lớn bắt đầu từ những cái nhỏ. Tất cả những cái có bắt đầu từ những cái không. Bên cạnh đó, ta thấy gì? Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Ta có thể hiểu được rằng hạt bụi nó là một cái xác, mặt trời soi đó là cái thần. Cái xác nào mà không có cái thần, không có cái thần, cái xác cũng chỉ là cái xác. Cho nên từ cái mặt trời soi đó mà hạt bụi lớn dần theo năm tháng. Có phải vậy không, kính thưa các hạt bụi? Quý vị có giận thì thầy cũng thưa các hạt bụi. Mà có bực có tức thầy cũng thưa các hạt bụi. Để rồi mai mốt về với các bụi, lúc đó mới chiêm nghiệm. Ông thầy ông nói đúng ha. Giờ mà ông thầy không chịu khai thị, giờ ông thầy không chịu nói, mai mốt có chuẩn bị về các bụi rồi kia là trời ơi, tới giữ khóa tu mà không chịu ngộ, để rồi giờ tiếc nuối cái tâm thân. Cho nên chúng ta thấy các bụi tuyệt vời. Từ một hạt bụi nhỏ nhưng mà vươn hình hài lớn dậy. Một kiếp rong chơi nhờ cái tuệ thổi vào trong hồn cát, thổi vào trong hột bụi để trở thành sự sống. Vô số hạt bụi biết đi, vô số hạt bụi biết nói, vô số hạt bụi biết chuyển động ở trên thế giới này nhờ mặt trời soi sáng. Rồi gì nữa? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai trở về với các bụi? Ôi
các bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không thôi. Từ một hạt bụi mà hình thành nên sự sống, đó là hạt bụi nhiệm màu, hạt bụi tuyệt vời. Rồi từ một cái hạt bụi mà mệt nhoài. Tại sao mệt nhoài? Bởi vì tiếng động nào gõ nhịp không thôi. Tiếng động nào quý vị? Những tiếng động của hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Đó là những tiếng động của vui, rồi gì nữa? Rồi giận, rồi yêu, rồi tức, rồi buồn, rồi ham muốn, rồi an vui. Nói chung là những cặp phạm trù của cảm xúc, của sướng, khổ, buồn, vui, rồi giận, rồi thương, rồi ghét, rồi muốn, rồi vân 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 vân. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi, nó cứ nó gõ gõ hoài. Lúc thì gõ vô lỗ tai, lúc thì gõ vô ánh mắt, lúc thì gõ vào lỗ mũi, gõ vào miệng, gõ vào trái tim của chúng ta. Trong tất cả những tiếng gõ nhịp mà nó gõ vào trong tim của chúng ta thì chúng ta bị lây chuyển. Gõ những cái vui, những cái sướng thì bắt đầu là ta cũng đi theo cái vui, cái sướng. Nó gõ những cái sân, cái buồn, cái tức, ta cũng bị đi theo cái sân, cái buồn, cái tức. Bởi vậy cho nên, ôi các bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là gì? Đó là sinh, rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, đó là cái gì? Đó là già, đó là bệnh, và cuối cùng cho trăm năm vào chết một ngày, đó là tử. Mấy câu thôi, sinh, lão, bệnh, tử. Đó là những thiền ngữ mà chúng ta phải chiêm nghiệm. Sống 100 năm để rồi chỉ chết trong một ngày, mà bao nhiêu năm làm kiếp con người, ta ý thức như thế nào về con người, ta sống như thế nào về con người, chúng ta đã là một con người đích thực chưa? Cái chất người nó đang nhiều hay là chất con nó đang nhiều? Cái chất người thì nó hướng thượng, mà cái chất con thì nó hướng hạ. Chúng ta miệt mài với hỷ nộ ái ố ai lạc dục, với tài sắc danh lợi, để rồi chợt một chiều tóc trắng như vôi, nhìn lại đầu đã hai mái tóc. Lá úa trên cao rụng đầy, nhìn lá úa mà ngẫm lại mình, cho trăm năm vào chết một ngày. Lúc bây giờ ta không còn mong muốn, ta không còn hy vọng, ta không còn lối thoát, và ta không còn một cái ao ước gì nữa. Ta gần như bị bế tắc. Tại sao ta không vui khi đang ở trong mùa xuân? Tại sao ta không vui khi con còn đang sức khỏe? Tại sao ta không vui khi còn đang trí tuệ? Tại ta không nhìn sâu bằng tuệ giác vào trong những chuyển biến của dòng thời gian, để rồi ta thấy được rằng là mùa xuân ta vui, mùa hạ ta vui, mùa thu ta vui, và rồi mùa đông ta cũng vui. Mà ta cứ bị chuyển biến bởi những cái vui buồn ở theo dòng thời gian. Đến một lúc nào đó
ta không còn là tuổi trẻ nữa, ta không còn là một sức sống sung mãn nữa, ta bắt đầu chết dần theo dòng thời gian. Với tuệ giác, với sự tu tập, ta có thể thấy được rằng là cái mùa hạ kia, cái mùa thu kia, cái mùa đông kia, nó nằm ở ngay trong mùa xuân. Và cái xuân, cái hạ, cái thu nó nằm trong cái đông. Rồi cái hạ, cái thu, cái đông nó nằm trong cái xuân. Trong một khoảnh khắc, nó có vô số khoảnh khắc. Trong mùa, nó có những cái mùa kia. Và ta hiểu được điều đó. Trẻ ta cũng an vui, lớn ta cũng an vui, và già ta cũng an vui. Kể cả mai mốt bước chân đi vào trong mấy tâm ván, ta cũng an vui. Học như vậy mới là học đạo, hiểu như vậy mới là hiểu đạo. Trịnh có nói điều này không? Mệt quá đôi chân này, làm gì? Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Rồi gì nữa? Mệt quá thân ta này, tìm về với đất muôn đời. Mệt đôi chân, lại ghế mà nghỉ. Mệt thân, tìm cái hố mà xuống mà nằm. Ta phải chủ động ta tìm kiếm nó chứ. Tại sao để cái quyệt nó tìm mình? Tại sao phải để cái áo quan nó đi tìm mình? Mình phải đi tìm nó. Tại sao ta lại cứ là mở miệng lên là đời làm cho tôi khổ? Thực ra thì mình làm khổ đời đấy chứ. Mà mình cứ mình đổi thừa đời làm cho ta khổ. Mình làm khổ đời mà mình cứ đổi thừa, lại họ đổ nữa. Họ đổ nữa. Cho nên nếu muốn sống, ta chủ động sống. Và nếu muốn chết, ta chủ động chết. Ông bà mình ngày xưa hay lắm. Sau 60 tuổi, hai, kiếm cho bố cái áo quan để sau nhà, để dành cho bố. Thật á, mình muốn áo quan, mình cứ tìm áo quan. Mình muốn cái quyệt, mình cứ tìm cái quyệt. Mình muốn cái hũ nhỏ nhỏ thì cứ tìm cái hũ nhỏ nhỏ. Quý vị có nhu cầu về Khánh An đăng ký sớm sớm chứ không kịp. Chúng ta sống thông dâm như vậy, chúng ta tự tại như vậy, để rồi ta luôn luôn có một ánh mắt lạc quan để nhìn đời, ta luôn luôn có một nụ cười hoan hỷ đến với đời. Kiếp người ngắn lắm, đừng mất nhiều thời giờ với những thị phi vui buồn trách móc. Hãy thương ta thật nhiều, hãy thương đời thật nhiều, hãy thương chúng sinh vạn loại thật nhiều. Mà ta thương đời chính là ta đang thương mình. Thương mình. Còn ta ghét đời, cuối cùng ta không còn đất để dung thông, ta không còn chỗ chứa nữa. Thương đời chính là thương mình. Hồi nãy có cái bài hát gì đó quý vị, cái gì mà lòng như sông mà lòng như biển. Lòng ta mà rộng như biển là mênh mông, còn lòng ta hẹp như sông như suối. Thì quý vị cứ nghĩ đi. Biển thì chứa cái gì? Vô số của quý ở dưới đó. Ngày xưa là đi mò ngọc trai, đi mò này mò kia. Còn bây giờ chiến tranh thế giới là vì biển không á. Biển không, chiến tranh thế giới vì biển. Vô số của quý. Còn ao tù nước động chứa gì? Sình, lầy, rác rưởi, nước ôi. Hãy chiêm nghiệm lại. Ta là biển hay là sông? Hay là hồ? Hay là nước tù? Cho nên, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Kính thưa các hạt bụi.
Mấy hôm nay hạt bụi ở trên này bị ho rồi bị bệnh nữa, cho nên nói mà nó có khó nghe thì mấy hạt bụi ở phía trước cũng hoan hỷ giùm. Tất cả là pháp tu hết á, hãy chiêm nghiệm hạt bụi, hãy chiêm nghiệm hòn sỏi, hãy chiêm nghiệm chiếc lá, hãy chiêm nghiệm giọt sương đầu cành để thấy bóng dáng ta ở trong đó. Ta thấy kiếp sống của một con muỗi con ruồi vài ba ngày, kiếp sống của một con dế con gián 5-10 ngày, kiếp sống của một con chuột 1-2 năm, kiếp sống của một con chó 5-10 năm. Chư thiên nhìn mình kiếp sống mình nhiêu bằng nháy mắt cái của chư thiên, và chư Phật nhìn xuống thấy kiếp sống của chúng sinh mong manh như hạt sương, mong manh như ngọn cỏ, vô thường, qua nhanh lắm. Hãy sống trong đời sống cần có một tấm lòng xây dựng cuộc đời cho đẹp, hãy làm những điều cho tốt đẹp, để rồi một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay ta mỉm cười. Ta sống như thế nào mà khi mà ta nhắm mắt 1.000 người khóc còn một mình ta cười, đó là ta hạnh phúc, đó là ta vinh quang. Còn khi mà ta nhắm mắt con mình ta khóc còn nhiều ai cũng cười hết. Là xin thưa, đừng. Ngày ta mở mắt vào đời ta khóc, để rồi mọi người cười. Tiếng khóc của chúng ta là tiếng khóc chào đời, nhưng mà mẹ mà nghe ta khóc là mẹ vui, cha nghe khóc là cha vui. Còn sinh ra mà không khóc á là hồi hộp á, thậm chí bác sĩ là phải vỗ cho nó khóc á. Sinh ra muốn khóc cứ khóc, nhưng mà mai mốt nhắm mắt hãy mỉm cười, hãy để cho mọi người khóc, hãy để cho mọi người khóc, còn ta cười. Đừng năn nỉ, khóc đi, tôi đi đây. Nha quý vị. Cho nên rồi nếu mà chúng ta sống được điều đó, ta hiểu được như vậy, ta an nhiên. Nếu một hạt bụi cũng là hạt bụi tuyệt vời, và nếu như là một chiếc lá thu phai cũng là một chiếc lá tuyệt vời, và nếu như là một con người cũng là một con người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tất cả mọi sự vật hiện tượng có mặt trên đời đều có một giá trị nhất định của nó. Hãy làm sao phát huy những giá trị nhất định của chúng ta để dâng hiến cho đời. Và xin chúc lành cho quý vị.